Xin chào các anh chị. Rất vui khi được gặp lại các anh chị mình trên kênh Phan Hải Channel. Thì hôm nay Hải sẽ chia sẻ với anh chị mình một cái loại cây thường chúng ta trồng làm hàng rào. Nhưng khi mà chúng ta biết được công dụng của nó thì rất là tuyệt vời. Nó có thể hỗ trợ chúng ta điều trị bệnh dập xương, mau lành xương, rất là tuyệt vời. Rồi những người bị vết thương lở loét không lành á, ví dụ như do chúng ta bị va quẹt hay gì đó, hoặc là những người bị tiểu đường, bị những cái vết đầy trụ đó mà nó không lành, thì loại cây này nó có thể hỗ trợ điều trị rất là tuyệt vời. Những người nào nằm liệt lâu năm, bị lỡ da lưng, bị lỡ mông, thì loại cây này nó cũng hỗ trợ rất là tốt. Hôm nay Hải muốn chia sẻ với anh chị mình để chúng ta có thêm cái tham khảo. Hải đã chia sẻ một hai lần rồi, nhưng mà những cô bác anh chị nào mới vào xem kênh thì không biết, thì Hải chia sẻ cho cô bác anh chị đó tham khảo ha. Thì đây này cô bác anh chị nhận ra đây là cây gì không ạ? Chắc hẳn của anh chị mình hay thấy người ta trồng hàng rào và chúng ta không biết công dụng của nó, thì chúng ta sẽ không bao giờ ngờ được cây này nó lại có những cái công dụng mà của anh chị mình thật sự cần thiết và rất là bất ngờ. Rồi, cây này gọi là cây thanh táo hoặc là cây thuốc trặc nha của anh chị mình nha. Cây này là nó có công dụng nè, nó trị được cái vấn đề dập xương, dập phần cứng nè của anh chị mình nha. Nó trị được vết thương lở loét không lành nè, do bình thường nè chúng ta bị gì đó thì chúng ta bị như vậy, hoặc là những người bị tiểu đường á mà nó không lành á, bị trầy trụa nó không lành á, thì cái cây này nó cũng thể hỗ trợ điều trị được rất là nhiều. Cách đây cũng khá lâu Hải cũng đã có tặng của anh chị một số của anh chị mình rồi, và những của anh chị nào mới vào kênh thì chưa thấy thì Hải sẽ chia sẻ lại của anh chị mình nha. Thì những ai mà bị một hồi là Hải sẽ chia sẻ kỹ về cái cây này cho anh chị mình ha. Bây giờ mình sẽ chia sẻ bài thuốc trước của anh chị mình quan sát ha và theo dõi ha. Rồi, những ai mà bị vết thương lở loét không lành á, do tiểu đường hoặc do bình thường, chúng ta bị như Hải đã nói hồi nãy, thì của anh chị mình lấy cho Hải là lá và đọt, nó lá và đọt như thế này á. Trong khi Hải chia sẻ của anh chị mình quan sát cái cây luôn ha. Đó, lá và đọt nó, thì chúng ta lấy một nắm lá và đọt tươi như thế này, ngâm qua nước muối loãng, rửa qua nước sạch để ráo, rồi của anh chị mình giã nát nha, giã nát. Nếu của anh chị mình có cây mỏ quạ đó thì chúng ta cộng vô một nắm luôn, còn nếu mà không có thì một nắm cây này cũng được nha. Rồi các anh chị mình giã nát cho một ít, một hai hạt muối hạt vào, và chúng ta nếu mà chúng ta sợ rác chúng ta không cho cũng được, nhưng mà cho thì nó sẽ tăng cái tính diệt khuẩn hơn. Và chúng ta giã nát và đắp vào, cố định ở cái vết thương đó, thì cố định từ 1.5 tiếng đến 2 tiếng đồng hồ chúng ta lấy ra. Mỗi ngày chúng ta sẽ làm 2 đến 3 lần như vậy, thì nó sẽ giúp chúng ta hỗ trợ điều trị những cái vết lở loét rất là tuyệt vời cho cô anh chị mình, từ một loại cây trồng hàng rào như thế này. Cô anh chị mình quan sát kỹ nè, cái thân nó màu tím tím nè, và cái lá của nó là lá láng, nó hình mát, không có lông đó. Phần ở dưới thì cái màu xanh nhạt, màu trên thì màu xanh đậm như thế này đó. Cô anh chị mình quan sát kỹ ha. Rồi, khi mà chúng ta bị cái gì đó mà bị dập xương, dập phần cứng á, thì hãy chia sẻ bài thuốc này. Và xin lưu ý ha, nếu ai mà bị tiêu chảy hoặc đau dạ dày thì chúng ta, hoặc là viêm đường ruột, thì chúng ta cũng không nên sử dụng cái bài thuốc này. Chúng ta chỉ cần đắp ở ngoài thôi nha, tại vì bài thuốc này là chúng ta sẽ uống vào trong. Rồi, nếu mà bị như vậy thì chúng ta sẽ lấy 50g cái cây thanh táo này, hoặc là gọi là cây thuốc trặc này nha. Lấy cho Hải là 50g tươi đó, thân và lá. Rồi các anh chị mình phơi khô và sa vàng hạ thổ đó. Xong của anh chị mình bỏ một cái nồi, đổ cho Hải là 850ml, có nghĩa là gần 1 lít nước đổ vào, và sắc cho Hải còn 200ml. 200ml đó của anh chị mình chia làm 2 đến 3 lần uống trong ngày, uống sau bữa ăn 5 đến 10 phút. Nó sẽ hỗ trợ điều trị dập xương phần cứng rất là tuyệt vời. Và chúng ta sẽ kết hợp giã nát cái cây này và chúng ta đắp ở bên ngoài. Đắp ở bên ngoài thì nó sẽ rất tuyệt vời, như Hải đầu video Hải đã nói. Thì chúng ta, nếu chúng ta bị đau dạ dày nặng, hoặc đau dạ dày, hoặc là viêm đường ruột, hoặc là tiêu chảy, thì chúng ta sẽ không sử dụng cái loại cây này uống trong, mà chúng ta chỉ đắp ở ngoài. Lấy một nắm tùy theo cái diện tích mà cô bác anh chị mình bị bệnh á, thì cô bác anh chị mình lấy nhiều hoặc ít, thì cô bác anh chị mình giã nát và đắp vào cái chỗ mà chúng ta bị bệnh. Rồi cô bác anh chị mình bó lại, caro bó lại trong đó, trong vòng, thì sáng chúng ta bó, thì chiều chúng ta gỡ ra, hoặc là tối chúng ta trước khi đi ngủ chúng ta bó, thì sáng chúng ta gỡ ra. Như vậy ha, thì nó sẽ hỗ trợ của anh chị mình rất là tuyệt vời đó.
Rồi Hải sẽ nói rõ hơn về cái cây này, cây thuốc trặc hoặc là cây thanh táo này. Rồi ha. Thì cái người Malaysia đó, thì cái thuốc trặc này á, người ta điều chế một cái bài thuốc trị HIV đó. Thì HIV là các anh chị mình biết cái bệnh gì rồi. Thì người Malaysia đó, người ta là lấy cây thuốc trặc này nè, với cây muồng trâu, cây sáu hổ nè, cây trầm hương và cây ô rô biển. Đó, người ta bào chế ra thành một cái bài thuốc để trị HIV. Đó, rất là tuyệt vời. Thì bài thuốc đó thì Hải không chia sẻ kỹ đâu, bởi vì nó cần có sự nghiên cứu và liều lượng chính xác, cho nên là Hải chỉ giới thiệu cho các anh chị mình thôi. Đó, thì cái tác giả của bài thuốc này á, là cái anh này là người Malaysia có tên là Anradi Suma Kha. Đó, rất là tuyệt vời. Vậy là một cái cây mà nó trồng chỉ trồng để chúng ta trồng hàng rào thôi như vậy, nhưng mà nó lại rất là tuyệt vời cho cô bác anh chị mình. Mong rằng cái chia sẻ của Hải á, thì nó sẽ giúp cô bác anh chị mình một phần nào vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Thì hiện tại á, thì cái vườn của Hải thì cũng đã tặng rất là nhiều người ở dòng xóm, rồi ở những xứ khác lại, rồi Hải tặng, rồi Hải có tặng trên kênh của Hải nữa. Thì sau này đi, rồi nó có nhiều nữa. Hôm trước thì Hải nhiều lắm, nhưng mà bây giờ thì nó cũng gần hết rồi. Bây giờ Hải sẽ để cho nó nhiều hơn nữa, rồi Hải sẽ, cô bác chị nào cần Hải sẽ tặng ha. Còn hiện bây giờ thì Hải chưa tặng cô bác chị mình được. Như vậy thì hôm nay Hải đã chia sẻ xong cô bác chị mình một cái loại cây rất là tuyệt vời ở sau lưng Hải đây. Chúng ta cứ trồng hàng rào thôi, nó cũng rất là đẹp, nhưng mà khi mà chúng ta cần thì chúng ta lấy vào, chúng ta sử dụng. Đôi khi chúng ta bị bệnh như vậy đó, mà cái cây nó có trước cửa nhà ta, chúng ta trồng hàng rào mà chúng ta không có biết, như vậy thì nó rất là uổng. Thì hãy tìm kiếm như vậy đó, hãy chia sẻ lên cho các anh chị mình, mong rằng nó có thể giúp đỡ được phần nào. Hôm trước ấy thì cũng rất là nhiều của anh chị mình hỏi Hải, có một số bạn nói là mẹ mình bị nằm tại chỗ lâu lắm rồi, bị cái lưng nó bị không lành đó. Thì như vậy thì có cái cây nào để hỗ trợ điều trị hay không? Thì mình biết rằng bạn đó chưa có vào kênh xem, cho nên hôm nay là cũng có một số người nữa đó, những cái một số bạn làm mạch lương đó, thì mạch lương thì cũng trị bằng cây này ha. Thì chúng ta sẽ đắp như Hải đã chia sẻ đó, mà mạch lương thì cũng đắp bằng cây này luôn. Thì chúng ta sẽ cố gắng kiên trì trị bệnh, thì chúng ta nên kiên trì, và đôi khi á, chúng ta nên quan tâm đến vấn đề kiêng cử. Nếu chúng ta bị những như vậy đó, cái bệnh mà không lành đó, rồi lấy không lành đó, mà của anh chị mình mà cứ ăn những cái thức ăn mà nó ra nước vàng, ví dụ như là cam, hoặc là ăn những cái thức ăn ví dụ như là nếp đó, củ mì đó, rồi nói chung là những cái loại đó thì nó sẽ gây có mủ nhiều hơn cho vết thương. Như vậy thì chúng ta cũng nên kiên cử ha, kiên cử, và chúng ta điều trị bệnh kiên trì thì nó sẽ giúp của anh chị mình rất là tốt trong cái việc điều trị, mà nó không gây mất thời gian của anh chị mình. Rồi thì cuối video, Hải cảm ơn của anh chị mình rất là nhiều đã luôn đồng hành và luôn ủng hộ trong suốt khoảng thời gian qua. Hãy luôn chúc các anh chị mình có sức khỏe thật dồi dào và luôn thành công trong cuộc sống. Bây giờ hãy đến đây, hãy xin được kết thúc. Bây giờ xin chào, xin hẹn gặp lại các anh chị mình vào ngày mai nha.